Cô gái dở thói côn đồ cho người tác động vật lý tài xế vì chậm dừng đi vệ sinh trên cao tốc. Cư dân mạng phẫn nộ trước hành động giang hồ của cô gái trẻ cùng hai người đàn ông lạ mặt khi tài xế không thể dừng xe trên cao tốc để cô gái này đi vệ sinh, tàn nhẫn tác động vật lý ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài xế lái xe. Tối 21 tháng 2, cộng đồng mạng xôn xao chia sẻ chóng mặt và tỏ ra phẫn nộ trước câu chuyện cô gái trẻ dở thói côn đồ gọi hai người đàn ông lạ mặt đến để tác động vật lý lên tài xế lái xe vì lý do chậm dừng để cô đi vệ sinh ngay trên cao tốc. Cụ thể, bài đăng được một tài khoản có tên AT chia sẻ lên mạng xã hội. Nội dung bài viết được đề cập đến câu chuyện và kèm theo là những hình ảnh trích xuất từ camera để làm bằng chứng. Theo đó, tài khoản AT cho biết, sau khi xe khách khởi hành lúc 22 giờ 35 phút thì đến 22 giờ 55 phút, cô gái này yêu cầu dừng xe để cô đi vệ sinh. Tuy nhiên, thời điểm đó xe đang lưu thông trên tuyến đường cao tốc, không thể dừng lại liền và chỉ được yêu cầu ráng đợi thêm một ít thời gian nữa sẽ có điểm dừng. Đến 23 giờ 30 phút, cô gái này đã được giải quyết nhu cầu. Tuy nhiên, khi xe dừng chân đến điểm đợi khách thì đã bị cô gái này kêu người xông lên cabin để tác động vật lý tài xế lái xe. Vụ việc nhanh chóng khiến cộng đồng mạng không ngừng chỉ trích, nhiều người còn không ngần ngại chửi thẳng mặt cô gái có tính cách ngang ngược này. Phần lớn đều thông cảm và hiểu cho tài xế lái xe, bởi khi xe lưu thông trên cao tốc thì khó có thể dừng ngay lập tức. Hơn nữa, nhà xe cũng đã xin chị thông cảm. Hành động dở thói giang hồ của cô gái này là việc làm sai trái, đáng lên án và cần được pháp luật làm rõ. Sáng 22 tháng 2, đại diện phía nhà xe cũng đã có những lên tiếng chính thức. Theo đó, chị HT, trợ lý giám đốc của công ty vận tải phụ trách nhà xe nói trên, cho biết sự việc xảy ra vào tối ngày 16 tháng 2 trên chuyến xe Sài Gòn đi Nha Trang. Chị T cũng đã xác nhận và cho rằng câu chuyện trên là hoàn toàn đúng sự thật. Khi đang di chuyển trên cao tốc thì có một cô gái yêu cầu dừng xe để đi vệ sinh. Dù đã được tài xế năn nỉ và mong chị thông cảm đợi thêm 30 phút để đến trạm dừng vì trên cao tốc không thể dừng ngay. Tuy nhiên, chị đã không đồng ý và đã gọi người thực hiện hành vi tác động vật lý sau khi xe đến Nha Trang. Được biết thêm, vì người khách này liên tục tỏ ra khó chịu nên tài xế cũng đã cố gắng dừng xe ở làn xe ưu tiên để chỉ có thể xuống giải quyết ở bên đường, nhưng cô gái này lại không chịu và yêu cầu phải có nhà vệ sinh riêng. Xe tiếp tục hành trình và đến 23 giờ 20 phút thì khách nữ này đã được xuống xe để đi vệ sinh. Tưởng chừng như sự việc dừng lại ở đó, nhưng khi xe đến điểm trả khách ở Nha Trang thì mới đáng lên án. Cụ thể, chị T cho biết đến 5 giờ 55 phút sáng ngày 17 tháng 2, khi tài xế dừng lại thả chị tại điểm trả trên đường Tố Hữu, thành phố Nha Trang, thì có hai người lạ xông lên đánh tài xế tới tấp và anh tài xế chỉ biết ôm đầu xin lỗi. Vụ việc khiến các hành khách trên xe kinh hãi và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh doanh cũng như danh tiếng của nhà xe. Cũng theo thông tin được cung cấp bởi nhà xe, qua trích xuất camera và những bằng chứng thu thập được thì đã chắc chắn hai người đàn ông lạ mặt xông lên xe có liên quan và là người quen của cô gái đòi đi vệ sinh kia. Nhận thấy mức độ nghiêm trọng của câu chuyện, nhà xe cũng đã trình báo đến công an địa phương để có thể giải quyết và trừng trị xứng đáng. Sau khi bị tác động, nam tài xế đã chịu không ít những hậu quả. Cụ thể, tinh thần anh đã bị hoảng loạn trầm trọng vì hai người đàn ông lạ kia liên tục tác động lên vùng đầu của anh. Anh cũng đã phải nghỉ việc nhiều ngày để có thể ổn định tâm lý. Hiện tại, câu chuyện vẫn đang là đề tài nóng trên mạng xã hội. Netizen đều tỏ ra căm phẫn đến hành động của cô gái cùng hai người đàn ông giang hồ kia. Bên cạnh đó là niềm thương xót và động viên cho nam tài xế, mong muốn pháp luật sớm vào cuộc để trả lại công bằng cho anh.